việc sử dụng xe điện EV đã tăng vọt trong những năm gần đây. Trên thực tế, thị trường xe điện dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng gần 25% trong 7 năm tới, báo hiệu một sự thay đổi đáng kể đối với xe điện so với xe truyền thống. Và có thể có một lý do chính đáng cho điều này, xe điện có thể cung cấp một cách di chuyển thân thiện với môi trường hơn. Mặc dù sạc EV có thể tạo ra khí thải thông qua sản xuất điện, nhưng việc sản xuất dòng khí nhà kính giữa việc sạc và vận hành EV có vẻ là tích cực. Tuy nhiên, một rào cản lớn mà EV phải đối mặt là thời gian sạc. Việc sạc pin thường mất hàng giờ để hoàn thành tại nhà. Và khi bạn đang đi trên con đường, thử thách sẽ khác. Mặc dù ngày càng có nhiều bộ tăng áp có sẵn để sạc một chiếc xe điện, nhưng vẫn có thể mất chưa đầy một giờ để sạc đầy cho chiếc xe. Mặc dù điều đó tốt hơn so với việc sạc tại nhà, nhưng nó vẫn cồng kềnh khi tất cả chúng ta đều quen với việc chỉ dành vài phút để đổ xăng trên ô tô. Trong một bài báo gần đây được xuất bản trên tạp chí Physical Review Letter, các nhà nghiên cứu mô tả nỗ lực sử dụng pin lượng tử như một cách để cải thiện thời gian sạc cho xe điện. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã dựa trên các lý thuyết đã phát triển trước đó phác thảo cách thức hoạt động của pin lượng tử. Lý thuyết bao gồm ý tưởng về việc cho phép sạc pin nhanh hơn bằng cách sạc đồng thời tất cả các pin. Sự vướng víu là một ý tưởng phức tạp, mặc dù là một trọng tâm của vật lý lượng tử. Theo một nghĩa nào đó, nó đề cập đến sự liên kết với nhau của các vật thể hoặc các hạt khi mô tả trạng thái lượng tử của nhiều hơn hai đối tượng ngay cả khi chúng chiếm các vị trí khác nhau. Chúng phải được mô tả trong mối quan hệ với nhau. Kết quả của hiện tượng này là khả năng rút ra mối tương quan giữa các đối tượng. Hiện tại, pin truyền thống sạc các tế bào của nó độc lập với nhau. Ý tưởng chế tạo pin lượng tử dựa trên khái niệm hoạt động toàn cầu, trong đó tất cả các tế bào trong pin luôn liên lạc với nhau. Cách tiếp cận như vậy mang lại những lợi ích đáng kể so với cách đánh bột truyền thống. Ví dụ, tốc độ sạc một ô pin truyền thống là một hàm tuyến tính so với số lượng ô có sẵn. Ngược lại, pin lượng tử trong đó tất cả các tế bào giao tiếp với nhau cho thấy tốc độ sạc parabol cao hơn, cắt giảm thời gian sạc cả ở nhà và tại các trạm sạc xuống một phần nhỏ thời gian so với pin truyền thống. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!